Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu. Cô từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều phim truyền hình. Bảo Trúc đã đóng các phim như Người Mẫu, Lấy Chồng Sớm Làm Gì, Nỗi Buồn Có Mắt, Cột Múc 23. Năm 2011, lúc sự nghiệp đang phát triển, Bảo Trúc bất ngờ lên xe hoa. Tuy nhiên hôn nhân đầu của người đẹp đổ vỡ khi con gái mới được vài tháng tuổi. Sau 7 năm lận đận tình duyên, Năm 2018 Bảo Trúc tái hôn với doanh nhân người Đức hơn cô 12 tuổi. Bé Sơn con gái của Bảo Trúc và chồng Tây, hiện được 2 tuổi. Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu. Cô từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều phim truyền hình. Bảo Trúc đã đóng các phim như Người Mẫu, Lấy Chồng Sớm Làm Gì, Nỗi Buồn Có Mắt, Cột Mốc 23. Năm 2011 lúc sự nghiệp đang phát triển, bảo chúc bất ngờ lên xe hoa. Tuy nhiên hôn nhân đầu của người đẹp đổ vỡ khi con gái mới được vài tháng tuổi. Sau 7 năm lận đận tình duyên, năm 2018 Bảo Trúc tái hôn với doanh nhân người Đức hơn cô 12 tuổi. Bé Sơ Nào, con gái của Bảo Trúc và chồng Tây, hiện được 2 tuổi. Từ khi sinh con gái thứ hai Bảo Trúc vắng mặt trong làng giải trí để tập trung cho vai trò làm mẹ, chăm chút tổ ấm nhỏ. Tôi được mời đóng phim nhiều lắm mà phải từ chối hết vì muốn dành thời gian cho hai con. Đây là giai đoạn các bé cần mẹ nhất. Tôi vừa trăm sơ nào vừa kèm cặp sushi học tập và quán xuyến mọi việc trong nhà, Bảo Trúc nói. Từ khi sinh con gái thứ hai Bảo Chúc vắng mặt trong làng giải trí để tập trung cho vai trò làm mẹ, chăm chút tổ ấm nhỏ. Tôi được mời đóng phim nhiều lắm mà phải từ chối hết vì muốn dành thời gian cho hai con. Đây là giai đoạn các bé cần mẹ nhất. Tôi vừa chăm nào vừa kèm cặp sushi học tập và quán xuyến mọi việc trong nhà, Bảo Trúc nói. Nữ diễn viên rất hạnh phúc vì bé sơ nào càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và rất ngoan ngoãn. Con biết múa hát theo phim hoạt hình rồi và có thể nói được ba ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh, Bảo Trúc kể. Nữ diễn viên rất hạnh phúc vì bé sơ nào càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và rất ngoan ngoãn. Con biết múa hát theo phim hoạt hình rồi, và có thể nói được ba ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh, Bảo chúc kể. Nhóc tỳ lai Đức có đôi mắt tròn xoe thừa hưởng từ mẹ và hai má phúng phính, làn da trắng hồng giống bố. Nhiều người nhận xét trong cô bé như búp bê. Nhóc tỳ lai Đức có đôi mắt tròn xoe thừa hưởng từ mẹ và hai má phúng phính, làn da trắng hồng giống bố. Nhiều người nhận xét trong cô bé như búp bê. Bảo Chúc thừa nhận cô nghiện con, nên mỗi ngày đều chụp rất nhiều ảnh của sơ nào để lưu lại những khoảnh khắc dễ thương của bé. Tuy vậy, nữ diễn viên khá nghiêm khắc khi dạy con. Bảo Chúc thừa nhận cô nghiện con, nên mỗi ngày đều chụp rất nhiều ảnh của sơ nào để lưu lại những khoảnh khắc dễ thương của bé. Tuy vậy, nữ diễn viên khá nghiêm khắc khi dạy con. Sơ nào thường tha thẩn tự chơi một mình để mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhờ vậy, đợt dịch này dù người giúp việc xin nghỉ đột ngột và không tìm được ai thay thế, Bảo Trúc không cảm thấy quá vất vả khi đảm đương mọi việc trong nhà. Sơ nào thường tha thẩn tự chơi một mình để mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhờ vậy đợt dịch này dù người giúp việc xin nghỉ đột ngột và không tìm được ai thay thế, Bảo Trúc không cảm thấy quá vất vả khi đảm đương mọi việc trong nhà. Con gái lai tay của nữ diễn viên hay trọc mẹ cười bằng những cử chỉ, điều bộ hài hước khiến cô quên hết mệt nhọc, căng thẳng trong mùa dịch con gái lai tây của nữ diễn viên hay trọc mẹ cười bằng những cử chỉ, điều bộ hài hước khiến cô quên hết mệt nhọc, căng thẳng trong mùa dịch. Bé ra dáng bà hội đồng nhí với trang phục bà ba, chân gác chữ ngủ vừa ôm bình nước vừa xem tivi. Bé ra dáng bà hội đồng nhí với trang phục bà ba, chân gác chữ ngủ vừa ôm bình nước vừa xem tivi. Điều bộ chống cầm suy tư như cụ non của bé sơ nào khiến nhiều bạn bè, khán giả của Bảo Trúc phì cười điệu bộ chống cầm suy tư như cụ non của bé Senao khiến nhiều bạn bè, khán giả của Bảo Chúc phì cười. Con đầu của nữ diễn viên tên Sushi hiện 9 tuổi, học tại một trường tiểu học quốc tế. Bé cao gần 1,5 m, trong vượt trội bạn bè cùng tuổi. Bảo Trúc khoe Sushi giỏi tiếng Anh, tính cách hoạt bát, lanh lợi. Bé được bố dựng làm giấy tờ nhận là con ruột. Nên cũng mang quốc tịch Đức giống em gái. Con đầu của nữ diễn viên tên Susi hiện 9 tuổi, học tại một trường tiểu học quốc tế. Bé cao gần 1,5 m, trông vượt trội bạn bè cùng tuổi. Bảo Trúc khoe sushi giỏi tiếng Anh, tính cách hoạt bát, lanh lợi. Bé được bố dượng làm giấy tờ nhận là con ruột nên cũng mang quốc tịch Đức giống em gái. Diễn viên cột mốc 23 vẫn giữ được vóc dáng thon thả dù đã hai lần sinh nở. Cô hiện sống hạnh phúc bên ông xã 47 tuổi và hai con trong căn hộ cao cấp ở thành phố Thủ Đức vợ chồng người đẹp chuẩn bị xây biệt thự mới. Bảo Trúc tiết lộ, ông xã rất yêu thương cô. Anh đưa hết tiền lương hàng tháng cho vợ và chỉ nhận lại một khoản nhỏ để tiêu vặt. Diễn viên cột mốc 23 vẫn giữ được vóc dáng thon thả dù đã hai lần sinh nở. Cô hiện sống hạnh phúc bên ông xã 47 tuổi và hai con trong căn hộ cao cấp ở thành phố Thủ Đức. Vợ chồng người đẹp chuẩn bị xây biệt thự mới. Bảo Trúc tiết lộ, ông xã rất yêu thương cô. Anh đưa hết tiền lương hàng tháng cho vợ và chỉ nhận lại một khoản nhỏ để tiêu vặt. Con gái lai đáng yêu của Bảo chúc. Hương Giang